Hello, chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đến với channel youtube của mình ạ nhá. Rồi hôm nay mình sẽ tiếp tục vạc bổ mét vào. Đấy, à, quay thú tiếp cho anh em xem và tham khảo nhá. Đây thì bây giờ mình sẽ vào quay thú luôn này. Ok anh em ạ, à, ở gần nhất ở đây mình thấy nó đã về à, à, gấu này và khỉ này. Đó, và gấu với khỉ đang đổi nhau rất là gần. À, thì mình sẽ tham khảo qua một cửa này nữa xem nó về như thế nào. Rồi mình sẽ à, đặt luôn anh em nhá. Ok anh em này vậy là vẫn về tiếp cự chim và ở đây là thêm cửa mới là còn chim bồ câu anh em ạ. Thì chủ yếu là ba 3... ba cửa 8 đổi nhau này. Thì à, bây giờ mình sẽ đi năm cửa đầu tiên cho anh em mà xem và tham khảo nhá, mỗi cửa 200. Thì mình sẽ bởi hết 4 cái 8 và lót à một cái 6 nhá anh em, 200k thôi. Ok bây giờ sẽ quay luôn nhá rồi đã thành công rồi anh em ơi đã thành công rồi đó đã thành công cho mình từ à, à, tay đầu tiên là về con thỏ anh em ạ vẫn nói chung là tay này như vậy là vẫn chỉ là 200 trăm thôi anh em nhá tại vì à, về ô nhỏ mà anh em đúng không ạ rồi thì bây giờ mình sẽ đổi anh em này mình sẽ đổi tiếp là con én anh em nhá thì con thỏ mình chuyển sang con én thôi còn đâu bốn gửi tám mình còn chữ nguyên anh em ạ chắc chắn rồi ok anh em ạ tiếp tục về gửi sáu cho mình này nhưng mà may mắn là mình là đã đổi thành công Đó, sau khi đã về thỏ bây giờ lại về cho mình con én vậy là hai gửi tám xin lỗi anh em hai gửi sáu là mình đang đỡ đổi anh em ạ à, thì dấu hiệu này thì cho thấy là anh em biết là phải làm như thế nào rồi, đúng không ạ thì tất nhiên là nó không về bệt đâu anh em ơi thì vẫn về cho mình cơ đổi đấy thì nhưng mà lần này chắc chắn mình nghĩ là nó sẽ về 8 thôi thì cháu khả năng là chưa về đó anh em nhá mình nói không có sai nhá à, thì sau khi nó ra đổi hai gửi sáu rồi thì tất nhiên thì 8 nó sẽ đổi lại thôi bởi vì à, nó gần nhất là chủ yếu đổi 8 thôi anh em ạ và đổi rất đều luôn nha Hình chưa có cho hiểu bệt anh em nhé thì à, bây giờ mình cũng sẽ nhẹ nhàng tiếp anh em ạ đó thả ít nhưng mà đến đâu chắc đấy anh em này mình vẫn đi đều năm cửa nhá và bây giờ mình vẫn giữ nguyên cái cửa lúc nãy anh em ạ à, và mình sẽ tăng lên tăng lên một chút xíu thôi là 100 k nhá lúc nay mình đi 200 bây giờ mình đi ba à, đến bốn trăm nhá đây thành công tiếp về con gấu cho mình nhỉ đó con gấu thì à, sau khi một hai ba bốn năm đó anh em ạ năm con thì nó mới trở lại cho mình con gấu và bây giờ mình đã kiếm lên được hai mét tám lên hai m chín rồi này, trời ừ, ơi quá ngon rồi đúng không ạ? Đây, lên được hai mét chín rồi. thì à, nếu là về thành công như vậy rồi thì bây giờ mình sẽ tăng lên anh em nhá, tiếp tục mình cứ tăng lên dần dần cứ mỗi ít tay như vậy là 100 nhá. thì à, bây giờ mình vẫn sẽ đổi mỗi con thỏ sang con én thôi, ok chưa? À, còn đầu mỗi tám vẫn giữ nguyên anh em này đây rồi chắc chắn rồi anh em ạ, đá về đến nước này rồi thì không chạy đâu cho thoát là rồi đúng không ạ? Rồi đã thành công rồi anh em nhá. Thì à, bây giờ mình sẽ tiếp tục này anh em này. Thì nãy giờ là mình mới à, ăn thông được à, mấy tay liên tục rồi anh em ạ. Đó, Anton từ 1 2 3 4 5 tay thông rồi nhá. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục nâng lên nhá. Bây giờ mình từ bé mình cứ nâng nâng từ từ này anh em ạ. Đó thì à, vẫn sẽ 300k cho 4 gạch 8 và 400k cho cửi 6 nhé Đây là bây giờ mình đặt về én anh em ạ. OK, đã thành công rồi anh em ơi, thành công về cho con gấu này anh em này. Đó, gấu thì cách nhau một cửa về một cửa anh em nhé. Đó thì cái dấu hiệu của nó hiện tại bây giờ chưa có về với con X12. Con X12 thì cũng khá về đến nhiều đấy, không phải là ít thôi em ạ Đó thì có con đại bàng và con sư tử nhá thì nếu khi nào mà nó có dấu hiệu thì anh em phải đổi nhá, phải đổi thêm hai cửa đấy nữa nhá. còn đâu mà đang đổi đều với sáu x tám như thế này, đấy, thì anh em cứ đổi cho mình những cửa sáu x tám thôi. OK chưa? đó lại tiếp tục thành công về cho mình con chim bồ câu này. đây ở đây anh em này, đó hiện tại bây giờ đang đổi cho mình là con gấu và con chim bồ câu. nếu như tay này anh em này nó về gấu tiếp thì tay sau mình sẽ đi hai cửa thôi nhá. OK chưa? đây bây giờ mình sẽ tiếp tục này ok này đây này thì mình sẽ đi ba uh, cửa nào thôi anh em này đấy thì những cửa về gần thôi nhá thì ở đây mình sẽ đi um, con gấu và con uh, con gấu này đấy con khỉ này Rồi, khỉ rồi ok anh em mà đá về khỉ rồi tuyệt vời nhá ba cửa đã thành công cho mình rồi này đó nếu như mà tay này anh em này nếu như mà nó đã về con gấu tiếp cho mình thì tay sau mình sẽ À, căng đét vào cho con chim bồ câu ngay nhưng mà nó đã không về anh em ạ nó đã lách sang cho mình con uh, gấu uh, con khỉ uh, con khỉ rồi thì bây giờ mình sẽ đi hai cửa gần nhá thì bỏ khỉ ra thì mình sẽ đi con chim bồ câu và con uh, uh, gấu này đấy ok anh em ạ à, không thành công rồi anh mình cũng đã chốt rất là thành công luôn anh em nhé Đấy, từ 1 à, mét mà lên 7 mét như vậy là quá ngon rồi anh trong vòng 6 phút thôi. Thì bây giờ mình cũng sẽ kết thúc video đây anh em nhá. Thì à, đấy là cái cách quay thú của mình. Đó anh em ạ, à, từ bé mà lên lớn anh em nhá. Mình phải biết làm sao đi từ từ nhẹ nhẹ, lên dần dần anh em nhá, à, không nên gấp nhá. Ok, chào anh em nhá. Chúc anh em thích